Quý vị, mới đây lữ đoàn Server 5 của Nga chủ yếu bao gồm lính tình nguyện đã sử dụng pháo yểm trợ để hỗ trợ bộ binh Nga tiến sâu vào vùng Donetsk của Ukraine. Pháo D-30-122mm của họ đã bắn ruồn dập vào các vị trí của quân đội Ukraine trong khu vực. Bộ Quốc phòng Nga vừa phát hành một đoạn phim cho thấy đơn vị Server 5, một phần của nhóm chiến đấu York, đang tiến hành cuộc tấn công bằng pháo D-30 vào các vị trí của Ukraine, gần ngôi làng Bokdanovka nằm trong Cộng hòa Nhân dân Donetsk, nhằm đảm bảo sự tiến công của quân đội Nga. Trong đoạn phim, binh sĩ Nga có mặt để thực hiện các cuộc tấn công chính xác bằng pháo D-30 122mm vào các vị trí của quân đội Ukraine, hỏa lực và khói bốc lên cao từ các mục tiêu bị tấn công. Trước đó, vào ngày mùng 7 tháng 4, Bộ Quốc phòng Nga thông báo rằng quân đội Nga đã cải thiện vị trí của mình ở nhiều khu vực trên tiền tuyến và đã đẩy lùi 9 cuộc phản kích của quân đội Ukraine gần các ngôi làng Berestovoye, Bogdanovka, Novomihailovka tại Donetsk pháo D30 122mm là một khẩu pháo giã chiến vững chắc, đảm bảo các yếu tố thiết yếu phù hợp với nhiều điều kiện trên chiến trường. Vũ khí này được phát triển bởi Liên Xô và vẫn đang được sản xuất ở nhiều quốc gia ngoài Nga. Hơn 60 quốc gia vẫn sử dụng pháo D30 122mm. Nga đã liên tục thực hiện các cuộc tấn công vào khu vực Kharkov bằng tên lửa, máy bay không người lái UAV và đạn pháo trong khi Ukraine đang chờ đợi sự hỗ trợ quân sự từ các quốc gia phương Tây, Moscow đã tăng cường dội hỏa lực vào các mục tiêu ở Kiev, trong đó có việc sử dụng các phiên bản cải tiến của bom lượn. Vào sáng ngày 6 tháng 4, các quan chức của Ukraine thông báo rằng các tên lửa của Nga đã tấn công các tòa nhà ở Kharkov. Tổng thống Ukraine Zelensky nói trong một tuyên bố rằng Nga vẫn đang tiếp tục tấn công. Việc tăng cường lực lượng phòng không cho khu vực Kharkov rất quan trọng và họ cần sự hỗ trợ từ phương Tây. Trong khi đó, Nga đã bổ sung và mở rộng kho dự trữ tên lửa, bom dẫn đường và máy bay không người lái UAV, đồng thời tăng cường các hoạt động tấn công tại nhiều khu vực của Ukraine. Theo Tổng thống Ukraine Zelensky, chỉ trong tháng 3, Nga đã sử dụng hơn 400 tên lửa, 600 UAV Shahed và hơn 3.000 quả bom dẫn đường để tấn công Ukraine. Kharkov, thành phố lớn thứ hai của Ukraine, chỉ cách biên giới Nga khoảng 40 km đã chịu nhiều đòn tấn công nặng nề từ Nga. Tuy nhiên, mặc dù tấn công liên tục, nhưng lực lượng Nga vẫn chưa thể kiểm soát thành phố này. Vào cuối tháng 3, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Sisky cảnh báo rằng bất kỳ nỗ lực nào của quân đội Nga nhằm kiểm soát Kharkov đều sẽ khiến thành phố này trở thành tử địa với quân đội Moscow ông shinsky nói rằng nga có thể đưa quân đội vào kharkov một lần nữa và lực lượng vũ trang ukraine đang thực hiện mọi biện pháp để ứng phó với kịch bản này khi nga tăng cường các cuộc oanh tạc trên không vào kharkov họ đã triển khai bom dẫn đường có uy lực mạnh mẽ để tấn công thành phố các quan chức ukraine và các nhà phân tích quân sự cho biết việc sử dụng bom dẫn đường cải tiến thể hiện bước tiến của nga trên chiến trường và có khả năng ảnh hưởng tới hệ thống phòng thủ của kiev Nga cũng thường xuyên sử dụng bom lượn, loại vũ khí bom trọng lượng lớn được sửa đổi với bộ cánh và hệ thống dẫn đường, cho phép máy bay ném bom tấn công những mục tiêu nằm ngoài phạm vi của hệ thống phòng không Ukraine. Những quả bom dẫn đường mà Nga đã sử dụng để tấn công gần đây ở Kharkov được khẳng định là tên lửa không đối đất, được thiết kế để có thể bay xa gần 90 km, cho phép máy bay chiến đấu của Nga thả bom mà không ảnh hưởng đến lãnh thổ của mình. Hơn 20.000 tòa nhà đã bị phá hủy ở Kharkov kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự. Các quan chức Ukraine ước tính sẽ tốn hơn 10 tỷ đô la Mỹ để xây dựng lại mọi thứ bị hư hại ở thành phố này. Khi được hỏi về lý do Nga tăng cường các cuộc tấn công ở Kharkov, thị trưởng thành phố Kharkov, Terekhov, cho biết ông không rõ kế hoạch của Nga. Cơ sở hạ tầng năng lượng tư nhân cũng bị phá hủy. Nga muốn đe dọa Ukraine, nhưng điều này là không thể. Các quan chức Ukraine cho biết, trong cuộc tấn công gần đây nhất, Nga đã tấn công các khu vực ở Kharkov bằng một loạt tên lửa S-300 được bắn từ lãnh thổ Nga và có thể tới thành phố này trong vòng chưa đầy một phút. Vụ tấn công xảy ra chưa đầy 48 giờ sau khi máy bay không người lái của Nga tấn công ở Kharkov vào ngày 4 tháng 4. Hiện tại, lực lượng phòng không của Ukraine đang gặp khó khăn vì Mỹ chưa thể tiếp tục cung cấp hỗ trợ quân sự cho Kiev. Sự hỗ trợ của Mỹ trong tương lai cũng được đặt dấu hỏi do Quốc hội Mỹ vẫn chưa thông qua gói viện trợ mới. Trong những tháng gần đây, Nga đã tận dụng ưu thế trên không để đạt được lợi ích chiến lược trên mặt trận. Trước khi giành quyền kiểm soát thành phố Avdiivka, Moscow đã tiến hành hàng trăm cuộc tấn công bằng bom dẫn đường vào các vị trí của Ukraine ở Avdiivka. Dường như Nga đang cố gắng lặp lại chiến thuật đó để làm suy yếu các công sự khác của Ukraine trên toàn bộ mặt trận. Điều này buộc Ukraine phải tăng cường hệ thống phòng thủ. Vào giữa tháng 3, quân đội Ukraine đã xây dựng tuyến phòng thủ ở Kharkov, bao gồm việc xây dựng thêm các chiến hào, hàm răng rồng chống tăng cùng với nhiều công sự khác. Binh lính Ukraine đã đào hào, mương để che giấu, các chiến hào sâu được gia cố bằng gỗ. Ngoài ra, Ukraine còn xây dựng các hầm trú ẩn bằng gỗ và kim loại được gia cố bằng giấy thép. cạnh việc xây dựng các chiến hào và hầm ngầm, Ukraine cũng đã dựng các hàng chướng ngại vật hình kim tự tháp bằng bê tông, còn được gọi là răng rồng. Răng rồng là những chướng ngại vật vật lý trên chiến trường, có thể ngăn chặn cuộc tấn công của đối phương, đặc biệt là với xe tăng, xe bọc thép. Trong nỗ lực chống lại các cuộc tấn công bằng bom dẫn đường của Nga, tuần trước, Ukraine đã tấn công căn cứ không quân Engels 2 ở tỉnh Saratov của Nga, cách biên giới hơn 750 km. Sân bay quân sự Engels là một trong những địa điểm quân sự quan trọng nhất của Nga, thường được sử dụng cho các cuộc tấn công vào Ukraine. Theo nguồn tin tình báo, trong cuộc tấn công này, Ukraine có thể đã gây hư hại hoặc phá hủy 3 máy bay ném bom chiến lược Tu-95 của Nga. Hai sân bay khác của Nga đã bị Ukraine nhắm tới vào ngày 5 tháng 4, bao gồm một sân bay ở Yates, vùng Krasnodar, nơi hai máy bay chiến đấu Su-25 được cho là đã bị bắn trúng, và một sân bay khác gần Kursk. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố lực lượng phòng không của họ đã chặn hơn 50 máy bay không người lái nhắm vào các mục tiêu trên khắp đất nước, nhưng không đề cập đến thiệt hại đối với máy bay. Đêm mùng 4 tháng 4, dạng sáng mùng 5 tháng 4, lực lượng vũ trang Nga đã ngăn chặn các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái UAV của Ukraine nằm vào các cơ sở ở Nga. Trong khi cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine vẫn tiếp tục leo thang thì xung đột ở Trung Đông cũng ngày càng căng thẳng. Mới đây ngày 8 tháng 4, quân đội Israel IDF đã thông báo về một cuộc không kích vào khu vực Sultaniyev ở Biển nam Liban vào ban đêm, Cuộc không kích được cho là đã tiêu diệt Ali Ahmad Hussein, một chỉ huy cấp cao của lữ đoàn Radwan thuộc phong trào Hezbollah. Thông báo của Israel cho biết ông Hussein là một trong những chỉ huy trực tiếp phụ trách các cuộc tấn công của Hezbollah vào miền Bắc Israel trong vài tháng qua. Ông này được cho là đã thiệt mạng trong cuộc không kích ngày 8 tháng 4. Ngoài ra, trong cuộc không kích bằng máy bay chiến đấu của IDF, hai tay súng khác cũng đã thiệt mạng. Phía Hezbollah đã xác nhận thành viên Ali Ahmad Hussein, biệt danh Abbas Zafa, đã thiệt mạng, song không cho biết người này chết ở đâu và khi nào. Hezbollah không đề cập đến cấp bậc hay chức vụ của Hussein. Trong khi đó, hãng thông tấn quốc gia Liban, NNA, đưa tin rằng máy bay IDF đã tấn công một ngôi nhà không có người ở Sultaniyev, gây phá hủy ngôi nhà và các công trình xung quanh, ảnh hưởng đến ít nhất 8 hộ dân. Giao tranh giữa Israel và Hezbollah bùng phát ngay sau khi xung đột giữa Hamas và Israel nổ ra. Đến nay có hơn 360 người thiệt mạng tại Liban và hàng chục người tại Israel. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại tổng hợp quốc tế ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.